Xin chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ thông tin và hình ảnh về một ngôi chùa được xem là cổ nhất ở Tiền Giang, đó là chùa Sắc Tứ Linh Thú. Ngôi cổ tự có tuổi đời 300 năm này, nổi tiếng với 3 lần được sắc tứ và những câu chuyện ly kỳ về chiếc đại hồng chung năm xưa từng cứu chúa Nguyễn Ánh thoát nạn khi còn Long Đông bôn tẩu phương Nam. Chùa Sắc Tứ Linh Thú nằm cách trung tâm thành phố Mỹ Tho khoảng chừng 7 km, gần chợ Sòi Hột, xã Thành Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nên từ xưa còn có tục gọi là chùa Sắc Tứ Sòi Hột. Khác với những ngôi chùa trong vùng, chùa Sắc Tứ Linh Thú theo tương truyền được hình thành trên một chòi lá của bọn trẻ Mục Đồng. Thổi ấy, nơi này là vùng đất cách xa làng xóm, hàng ngày chỉ có bọn trẻ chăn trâu lui tới. Như thường lệ, mỗi ngày bọn trẻ Mục Đồng thả trâu đi ăn, rồi cùng nhau tụ họp ở đây để vui chơi, đùa giỡn. Để có bóng mát nghỉ ngơi, chúng đốn cây, kéo lá, cắt thành một cái chòi, rồi lấy đất sét nặn những bức tượng với đầy đủ hình hài. Ngày tháng trôi qua, người dân đã cùng góp sức tân trang cái chòi thành cái am nhỏ để thờ Phật. Về sau, cái am được tu tạo thêm nhiều lần, rồi thành ngôi chùa với tên gọi Chùa Mục Đồng, khởi thủy từ đời nhà Lê, vua Cảnh Hưng. Lạ thay, kể từ ngày ngôi chùa được hình thành, khách thập phương đến viếng ngày một đông, không lâu sau thì ngôi chùa trở thành chỗ dựa tinh thần trong đời sống tâm linh của cư dân trên vùng đất mới. Năm 1722, trên bước đường di cư vào Nam, có một nhà sư tên là Nguyễn Phước Chánh, pháp hiệu là Nguyệt Hiện, đến đây. Nhà sư này không chỉ quyên thâm Phật Pháp mà còn rất giỏi thuật phong thủy. Sau khi xem xét thế đất, ông cho rằng chùa được dựng trên mặt suối Rồng, ắt sẽ có chân mệnh đế dương đến ngự, bèn cho đổi tên chùa là Long Tuyền Tự, tức là chùa suối Rồng. Sư Nguyệt Hiện ở lại trụ trì chùa và cho tôn tạo ngôi chùa khang trang hơn. Đúng như lời tiên đoán của nhà sư Nguyệt Hiện, cũng trong khoảng thời gian này, chúa Nguyễn Ánh cùng với bộ tướng Nguyễn Quỳnh Đức đã đến đây. Truyền rằng, sau lần thất trận trước quân Tây Sơn, chúa Nguyễn Ánh bị truy sát, phải cải trang như thường dân, trốn chạy cùng với bộ tướng Nguyễn Quỳnh Đức. Lúc chạy đến chùa Long Tuyền, bèn ghé vào xin tá túc, nói là khách phương xa xin nghỉ nhờ. Hòa thượng Nguyệt Hiện bấy giờ xem dung mạo, biết đây không phải là dân thường, nhưng chẳng nói ra, chỉ tiếp đãi tử tế. Chúa Nguyễn vì lặn lội gió sương, khi đó bị cảm thương hàn, nhưng chùa nơi vắng vẻ, không thể tìm lang y, lại đương lúc phải ẩn thân nên phải cam chịu. Sư trụ trì vốn người am hiểu dược thảo, thấy vậy động dạ từ bi, nguyện xin điều trị. Cảm động trước tấm lòng nhà sư, chúa Nguyễn mới kể sự thật về thân thế và cơ sự. Chúa Nguyễn Ánh lánh nạn ở chùa được vài hôm thì quân Tây Sơn tìm đến vùng này. Điều kỳ lạ, cửa chùa lúc ấy thoạt nhiên nhện văn kín lối, cảnh trong quan vắng như đã lâu không người lui tới. Quân lính Tây Sơn đến nơi, thấy đường xá cỏ tranh rậm rạp, mạng nhện phủ che, nghĩ chắc chùa không người lui tới nên kéo nhau đi thẳng. Sự tri lùng ráo riết của quân Tây Sơn khiến chúa Nguyễn lo lắng, trong khi mái chùa đơn sơ khó có thể che giấu chúa tôi. Nguyệt Hiện thiền sư lúc này nhớ tới chiếc đại hồng chung trên đại điện, liền quỳ xuống tâu với chúa xin tạm vào đó lánh nạn. Nhà sư cùng mọi người lật chuông cho chúa Nguyễn chui vào, rồi úp chuông xuống xóa dấu vết. Bộ tướng Nguyễn Quỳnh Đức thoát ra ngoài tìm chỗ ẩn dạng. Lát sau có toán quân nữa kéo đến bao dây chùa. Quân lính sau khi lùng tìm khắp chùa thì kéo đến chỗ đại hồng chung đang úp dưới nền đại điện. Có ý sinh nghi, mấy binh lính cùng nhau xô chuông, song chẳng thấy lai chuyển nên gọi thêm người phụ sức lật chuông. Điều lạ lùng, chuông càng đẩy càng không thấy nhúc nhích chút nào, quân sĩ nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lúc ấy thủ lĩnh toán binh đến bảo rằng chuông nằm đây đã lâu, trong chùa chỉ có sư già với mấy tiểu tăng, làm sao lật nổi mà tra xét mất thời gian. Quân sĩ nghe vậy kéo nhau đi nơi khác tìm kiếm, nhờ đó chúa Nguyễn thoát nạn. Vài hôm sau người hồi phục, chú Nguyễn được nhà sư trụ trì đưa lánh nạn đi nơi khác. Sau khi đánh thắng nhà Tây Sơn, chú Nguyễn Ánh lên ngôi lấy hiệu là Gia Long, đặt kinh đô ở Phú Xuân. Nhớ ơn ngôi chùa cũ cùng vị thiền sư, vua đã cho mời hòa thượng Nguyệt Hiện về kinh để cảm ơn Phật lực hộ trì. Năm 1811, đức vua ra tôn chỉ tu bổ và phong cho hiệu chùa là Sắc Tứ Linh Thú Cổ Tự,
đồng thời sắc phong cho Hòa Thượng Nguyệt Hiện hàm ân là Mẫn Huệ Thiền Sư Đại Lão Hòa Thượng. Năm 1841, vua Thiệu Trị cho đổi lại tên chùa là Linh Thú. Linh Thú theo tiếng Phạn nghĩa là kỳ xà quật, nguyên vốn tên hòn núi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường thuyết pháp khi xưa. Còn dân gian thì quen gọi là chùa Sắc Tứ, tức bản vàng của nhà vua phong cho. Sắc vua phong tặng bản vàng, trang nghiêm Phật Pháp, dễ dàng nước nhà. Chùa trải qua các đời trụ trì, Hòa Thượng Nguyệt Hiện, Hòa Thượng Trí Huệ, Hòa Thượng Thoại Lâm, Hòa Thượng Huệ Thắng, Hòa Thượng Liễu Kim, Hòa Thượng Trí Hoàng, Hòa Thượng Chánh Hậu, Hòa Thượng Chí Thành, Giáo Thọ Chơn Huệ, Hòa Thượng Thành Đạo. Năm 1951, chùa Sắc Tứ Linh Thú trở thành chùa Ni, từ đó chùa được ba ni trưởng thay nhau trụ trì. Đầu tiên là ni trưởng Như Nghĩa, tiếp theo là ni trưởng Thông Huệ, hai ni trưởng đã viên tịch và được thờ ở hậu tổ. Diện chủ trụ trì ni trưởng Như Chơn đến năm 1994 vì tuổi già sức yếu nên ni sư Thích Nữ Như Quang kế thừa trụ trì. Đến năm 1996 thì ni sư Thích Nữ Như Quang viên tịch. Kế vị trụ trì từ năm 1996 là ni sư Thích Nữ Như Minh. Đến năm 2022, ni trưởng trụ trì Thích Nữ Như Minh viên tịch. Kế vị trụ trì là ni sư Thích Nữ Lệ Nguyệt. Dù đã trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo do chiến tranh tàn phá, nhưng chùa vẫn giữ nguyên nét kiến trúc truyền thống, trang nghiêm cổ kính. Cổng tam quan được xây dựng mới trong đồ sộ và rực rỡ. Phía trên nóc trang trí những hình đắp nổi với các chủ đề lưỡng long chầu xe pháp luân, chim phượng ngậm cuốn thư và các bức họa liên quan đến những điển tích của đạo Phật. Ở phía dưới ngay cổng chính có đôi lân chầu hầu hai bên trông rất oai nghiêm. Kế đến là một khoảng sân rộng đầy hoa kiển xanh tươi, tạo nên sự hài hòa giữa thiên nhiên với công trình kiến trúc. Ở giữa cột cờ được tạo dáng hết sức đặc sắc, làm nền cho cột cờ là tượng một con rùa to, đầu ngếch lên cao, trông vô cùng phóng khoáng, tượng trưng cho sự bền vững, trường cửu. Phía dưới góc cột cờ được chạm hình con lân toát lên vẻ uy nghi, oai vệ. Thân cột cờ trang trí hình rồng uốn lượn từ gốc đến ngọn, có sự uyển chuyển mềm mại nhưng không kém oai nghiêm, hoành tráng. Tất cả các hình long lân quy đều được sơn phết rực rỡ. Đây là những con vật linh thiêng tượng trưng cho những điều tốt đẹp, hạnh phúc và trường thọ. Trong sân chùa được tôn trí tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ngự trên tòa sen dưới tàn lá xanh um của cây bồ đề cổ thụ, khiến cảnh chùa thêm đẹp đẽ, tôn nghiêm. Bên trong chánh điện, do trải qua nhiều lần trùng tu lớn nhỏ và những biến cố lịch sử nên đồ thờ và những kỷ vật cổ cũng không còn nhiều. Chùa có 78 cây cột bằng gỗ căm xe đã lên nước đen bóng và chiếc đại hồng chung nặng hàng trăm ký vẫn còn tồn tại. Ban thờ tại chánh điện được trang trí các tượng Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Di Lặc và các vị Bồ Tát, tất cả đều được sơn son thiếp vàng rực rỡ. Ở góc trái của chánh điện còn có một bộ đèn 49 ngọn tượng trưng cho Phật Dược Sư. Đây là vị Phật thường giúp cho con người được tiêu tai trị bệnh, có cuộc sống hạnh phúc, bình yên và trường thọ. Chùa Sắc Tứ Linh Thú là ngôi chùa cổ duy nhất ở Tiền Giang thờ 49 ngọn đèn hóa thân của Phật Dược Sư, bởi vì xưa kia lưu dân đến đây khai khóa đất quan, chưa quen với phong thổ nên sức khỏe bị đe dọa. Do đó, chùa thờ Phật Dược Sư để giúp tín đồ có một niềm tin về sự an bình trong cuộc sống. Tại chánh điện, ngay bàn thờ chính còn treo vài bộ bao lam chạm khắc rồng, hoa lá, chim muông rất công phu và tuyệt đẹp. Đôi long trụ có chạm hai câu đối nhắc đến việc vua Gia Long và vua Thiệu Trị đặt tên chùa. Sắc ngự định long tuyền, thạnh hí đạo tràng, thuận cảnh hoằng khai thanh tịnh cảnh. Tứ phê tường linh thú, phú tại Phật Pháp bình tâm phát nguyện điệu quyền tâm. Năm 2013, ni trưởng Thích Nữ Như Minh đã cho xây dựng bốn thánh tích của Phật giáo là Lâm Tỳ Ni, nơi Phật đản sanh, Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Phật thành đạo, Lộc Quyển, nơi Phật chuyển pháp luân, thuyết pháp lần đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như và Câu Thi Na, nơi Phật nhập Niết Bàn, ở phía trước khuôn viên chùa. Là một ngôi chùa có giá trị bề dày lịch sử bậc nhất Tiền Giang, chùa Sắc Tứ Linh Thú lưu giữ dấu tích thở xưa tiền nhân khẩn đất và những tháng năm bôn đào phương Nam của vị vua mở đầu triều đại nhà Nguyễn, lưu giữ được những nét kiến trúc cổ kính, đặc sắc, truyền thống. Năm 2010, chùa được xếp hạng di tích cấp tỉnh về nghệ thuật kiến trúc.